Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian FCR 3300. Đây là một mẫu Touring với tầm giá rất tốt, chỉ tầm hơn 7 triệu. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe Touring có cấu hình full bộ cấu hình của Shimano và phanh đĩa dầu thủy lực. Vâng, và dây em sườn. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá toàn bộ chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe Gian FCR 3300 có màu xanh trắng các bác nhé. Đây cũng là một phiên bản FCR 3300 đời mới nhất. Thông thường thì những dòng Gian FCR 3300 đời cũ, đời lâu thì được trang bị phanh đĩa cơ, nhưng mà đây phanh đĩa dầu các bác nhé, đĩa dầu thể lực rất là cao cấp. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%, 85-90%. Có một vài vết xước nhẹ trên khung như này. Vâng, đây là vết bẩn, có thể lau đi. Không đáng kể. Và xe được trang bị bộ khung của Alux. Đây là một công nghệ làm khung nhôm của Gian, độc quyền của Gian cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Cọc yên vẫn là nguyên zin của Gian. Và yên rất sáng và bóng các bác nhé. Yên rất là mới. Yên của Gian, nguyên bản theo xe. Khóa yên của Gian. Đây một chiếc xe cao cấp nên được trang bị đường luồn dây âm sườn cao cấp vào bên trong khung. Càng nhôm. Ghi lông cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên bản theo xe. Đây bây giờ thể thi Gian đây. Toàn bộ đồ đều, tất cả đều của Gian. Đầu xe, bộ phanh dầu của Shimano, bộ phanh dầu Techo và bộ tay bấm xả của Shimano. Đây là bên líp 8 tầng, bên đĩa 3 tầng cho xe 24 tốc độ. Mayer nguyên bản của Gian, bộ vành cặp của Gian đây. Thông số lốp là 700 × 28C. Đây là lốp, dòng lốp cơ bản của dòng Touring, phù hợp các bác đi đường phố, đường bằng phẳng. Bộ lít 8 tầng của Shimano, 8 tầng Shimano, củ đè Thule TX, gạt đĩa của Thule TX các bạn nhé, đùi đĩa đen 3 tầng. Đây là bộ phanh sau của xe. Vâng, phanh còn khá là ok, là mới. Vâng, trên khung xe có ghi là size M. Bây giờ em sẽ đo chiều cao size đứng của xe. Chiều cao đứng. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 49. 49 phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75. Để đi vừa chiếc xe này, chiếc xe size M. Giờ em sẽ đi vào chuyển động. Bộ lip 8 tầng của Shimano. Giờ lên lip.
Rồi chuyển động rất tốt các bác nhé. Xuống đi. Bộ đùi đĩa 3 tầng 24 tốc độ. Gạt đĩa của Toley lên đĩa. Rồi. Chuyển động rất tốt. Hầu như không một lỗi gì cả. Phủ đề đây. Dây âm sườn, phanh đĩa dầu thủy lực. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe gian touring cao cấp FCR 3300. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7.700.000, miễn phí ship toàn quốc 7/1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất với chiếc xe lên YouTube. Theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo sớm nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.